Annyeonghaseyo, xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài 10 của cuốn sơ cấp 1 thuộc chương trình Seoul Thonghap Program KIIP, chương trình hòa nhập xã hội Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề gì đây? Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau dịch cái câu tựa đề nhé. 아버지는 요리를 잘하세요. Chúng ta đã được học về cấu trúc 으세요, đó là gì nhỉ các bạn? Mệnh lệnh một cách lịch sự đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đây thì có phải là mệnh lệnh không ạ? Không nha các bạn, đây là hình thức kính ngữ nhá. Câu này chúng ta có thể hiểu là bố tôi thì nấu ăn giỏi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem chủ đề trong bài ngày hôm nay là gì nhá. Chủ đề là gì ạ? 가족, gia đình ạ. Oh와 문법, từ vựng và ngữ pháp là về phần 가족 관계, 높임말, quan hệ gia đình và lời nói kính ngữ ạ. Cấu trúc ngữ pháp chúng ta phải sẽ học về ư si và chi man. Phần văn hóa và thông tin mình sẽ hướng dẫn các bạn học phần khá cho khốt trình, cái xưng hô trong gia đình. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của bài ngày hôm nay nha. Chào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần từ vựng số 1 nhé. Trong phần từ vựng này thì người ta cung cấp cho chúng ta một số cái từ vựng liên quan đến hốt trình, khá cho khốt trình, tức là cách xưng hô ở trong gia đình ạ. Ở đây người ta có hỏi chúng ta là gì? 가족 호칭을 알아요? Bạn có biết về cái xưng hô trong gia đình không? Hãy thử nói xem nào. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhá. Chúng ta sẽ kéo giãn cái màn hình ra một chút ha. Chà, ở đây như trên màn hình các bạn nhìn thấy thì là gì ạ? Đầu tiên là chúng ta xác định nhân vật tôi trước này. Tôi đấy, na, na, nhỏ ra nhá. Tôi ở đây là nhỏ ra này, na tức là tôi ạ. Ở đây chúng ta thấy là ở phía trên là gì ạ? Đấy là bố mẹ, bố mẹ. Bố ở trong tiếng Hàn là gì ạ? 아버지, 아버지. Hoặc là 아빠, 아빠. Còn mẹ, mẹ trong tiếng Hàn là 어머니, 어머니, 엄마, 엄마. Khi người mà sinh ra bố đấy, tức là bên nhà nội đấy, gọi là gì ạ? 할아버지, 할아버지, 할아버지. Đấy là ông ạ, ông nội. 할머니, 할머니, bà nội. Tiếp theo này, cái người mà sinh ra bố mẹ mình. Người mà sinh ra bố mẹ thì là gì? 왜 할아버지, 왜 할아버지, 왜 할머니, 왜 할머니. Tức là gì? Cái từ 왜 ở đây có nghĩa là ngoại nhá các bạn. Ông ngoại, bà ngoại. Tiếp theo này. Đấy. Ở đây ngang hàng tức là anh em ạ. Anh em nhá. Đấy. Trong tiếng Hàn người Hàn người ta gọi là chị tức là gì? Onni. Onni là chị nhá các bạn. Anh là gì ạ? Oppa. Oppa là anh. Em trai là gì? Em trai là nam đông sen. Nam đông sen. Em gái là dò tông sen, dò tông sen. Trong đó cái từ tông sen này đó tức là em, còn nam ở đây là tức là con trai, và dò đây là con gái ạ. Nhưng mà có một cái này khác với người Việt chúng ta này. Cái nếu nhá các bạn, nếu mà tôi, cái nhân vật tôi mà là nữ thì sẽ gọi là oppa, onni. Nhưng mà nếu cái nhân vật tôi mà là nam, tức là con trai đó, thì cái người con trai này gọi anh trai của mình là hyung. Đấy, gọi là hyung chứ không phải gọi là oppa nhá. Và cái người con trai này đó gọi cái người chị của mình là nuna. Nuna chứ không phải là onni. Đấy, các bạn lưu ý cái điểm khác biệt này nhá. Thì chúng ta phải để ý này, tùy thuộc vào cái nhân vật tôi đấy là nam hay là nữ thì chúng ta xem nào. Thì chúng ta mới có cái cách gọi là hyung hoặc là oppa, nuna hoặc là onni nhá. Ờ, chúng ta đã xong cái phần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần dưới này. Ở đây thì người ta hỏi chúng ta là gì? 여러분 가족, 여러분의 가족은 몇 명이에요? 몇 명이에요? Đấy, gia đình của bạn thì có mấy người? 누가 있어요? Có những ai? Thì ở trong này đó thì cái bạn này bạn ấy hỏi, một bên là bạn hỏi, một bên là bạn trả lời này. 가족이 몇 명이에요?
가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 네 명이에요. Gia đình bạn có mấy người? Gia đình mình chỉ có 4 người. Người Hàn người ta trả lời là gì? Cái câu nhà mình có 4 người đấy thì người ta dùng cái gì? Nè miêng yêu. Đấy, tất cả nhá, tất cả là có 4 người đây. Nè miêng yêu nhá. Trong tiếng Việt mình thì mình dịch là có 4 người. Nhưng mà cái câu này thì nó lại cái này là động từ y tà đó các bạn, yêu đấy. Yêu tức là gì? Y tà đó. Là chúng ta thường dịch cái từ này là nhé, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta không dịch là 4 người mà chúng ta hiểu là gì, có 4 người nhé. 언니가 있어요? Có chị gái không? 언니가 있어요? 언니 tức là chị đó các bạn, có chị gái không? 네, 한명 있어요. Vâng, tôi có một người chị. Đấy, tôi có một người chị gái. 한명 있어요. Thế còn gia đình các bạn ạ? À? Gia đình các bạn có mấy người và có ai? Đấy, thì các bạn có thể trả lời ra. Ví dụ như gia đình nhà mình thì gia đình nhà mình ở Việt Nam nhé. Gia đình nhà mình ở Việt Nam thì là tất cả đấy là có 6 người. 6 người thì là các bạn 여섯 명 đúng không ạ? 여섯 여섯 명이에요. 명이 이에요. 이에요 này. Đấy. Và ở đây nếu mà hỏi là có chị gái không thì mình không có chị gái. 아니요. 없어요. 아니요. 아니요. 없어요. 없어요. Mình không không có chị gái. Mình là thứ nhất, là con đầu tiên nên mình không có chị gái, nhưng mà mình có em gái. 여동생, 여, 그런데, 그, 그런데, 그런데, 여동생, 여동생이 있어요. 그런데 여동생이 있어요. 여동생이 지한명 있어요. 한 명. 있어요. 여동생이 한명 있어요. Gia đình mình có tất cả là 6 người. Mình thì không có chị gái. Nhưng mà sao? Mình có một người em gái. Đấy. Thì các bạn có thể trả lời tương tự như mình nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần ngữ pháp này. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong bài ngày hôm nay. Đấy là cấu trúc động từ hoặc là tính từ cộng với ư xi tà. Thì ở đây đây là một hình thức kính ngữ nhé. Ở trong đây người ta hướng dẫn chúng ta là như thế nào ạ? À? 주어의 행위나 상대를 높여 말한 때 사용해요. Sử dụng để nói một cách thì tôn kính về cái trạng thái hoặc là cái hành vi của chủ ngữ ạ. Đấy, chúng ta nhá, trạng thái này. Trạng thái này, hành vi này của chủ ngữ này. Nói một cách tôn kính nhá. Khi đấy thì chúng ta sẽ sử dụng các bạn nhá. Ví dụ như ở đây là gì ạ? À? 할머니가 지금 뭐 하세요? Bây giờ thì bà làm gì? 책을 읽으세요. Đọc. Đọc gì? Đọc sách. Thì ở đây cái động từ gốc của chúng ta là gì ạ? À? Ha다. Câu hỏi là ha다 và câu trả lời là gì? Itta. Nếu mà bình thường chúng ta chia ra thì chúng ta sẽ có là gì ạ? À? Cái này sẽ là gì? Il. Il. Cơ dầu đúng không ạ? Còn cái câu trên sẽ là gì ạ? Heo. 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 Đấy. Bình thường chúng ta tia một cách gọi là thân mật, gọi là thân mật trang trọng một chút thì chúng ta sẽ cho cái đuôi vô vào để chia. Thế nhưng mà đôi khi là chúng ta dùng cái đuôi vô này nó chưa đủ cái sự kính trọng đối với cái người 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 trên ấy, người lớn tuổi đấy. Cho nên là để tôn kính cái hành vi và cái trạng thái hoặc là cái hành vi của người lớn tuổi thì chúng ta sẽ phải cho ư si vào nhá. Ví dụ khi chúng ta cho ư si vào thì là với động từ ha tà nó không có vật chim thì chúng ta sẽ cho nó ha nó đi với si. Si thôi nhá các bạn. Ha nó đi với si. Đấy.
gọi là Hashita đi. Và đây sẽ là gì ạ? Ikta này. Ik thì sẽ là cái chữ ik này đó các bạn, nó có vật chim đúng không ạ? Thì sẽ là Ushita. Thế là Ushita nha các bạn. Thế thì từ đây chúng ta nhá, thì cái đây là chúng ta sẽ có là cái động từ gốc của nó này, cái động từ gốc của nó này. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi để cho các bạn đỡ bị rối nhá. Chúng ta sẽ có như thế này. Khi mà đi với Ushi thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Hata sẽ thành Hashita, Ita sẽ thành Ikushita. Ví dụ như bây giờ các bạn bình thường nếu mà nói thì mình không thể nào mà để như thế này được, mình phải chia nó ở những cái đuôi câu. Thì những hai cái đuôi câu mà chúng ta đã học, thứ nhất là Awayo, thứ hai là Sumnita, Sumnika đúng không ạ? Thì bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ chia nó ở Awayo nhá. Thì chúng ta sẽ cộng nó với nếu mà cộng thì chúng ta bỏ tà đi này, sau đó là cộng với cái này sẽ cộng với Oyo. Oyo đấy. Thì khi mà cộng với Oyo như thế này đó các bạn thì nó sẽ trở thành gì? Ha chi gì ạ? À? Ha xio. Ha xio yo. Nhưng mà người ta không để theo cái dạng như thế, ha xio yo như thế này các bạn nhá. Khi mà nó có dạng như thế này người ta sẽ chuyển nó thành ha xe yo, đây là quy định nhá. Nếu các bạn hỏi tại sao nữa thì mình cũng chịu. Bởi vì đây là quy định từ trước, trong ngôn ngữ tiếng Hàn người ta đã quy định như thế từ thời xa xưa rồi nhá. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có đây là gì? Đây là cộng với Oyo này, cộng với Oyo. Oyo chúng ta sẽ có gì? Yinku Shio Shio yo. Yinku Shio yo. Yinku Shio yo. Nhưng mà người ta sẽ không để như này, người ta sẽ để Yinku Seyo. Yinku Seyo. Yinku Seyo nhá. Đấy là trường hợp chúng ta kết hợp với Oyo. Oyo. Nhưng ví dụ như chúng ta mà kết hợp với cái đuôi Sumnita chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ là gì các bạn? Sumnita thì khi các bạn nhớ cái cách chia Sumnita không ạ? Thì chúng ta chỉ việc gì? Căn cứ vào cái động từ gốc của nó mà thôi. Cái này căn cứ vào động từ gốc của nó này, xem là nó có bạch chim hay là không có bạch chim. Nếu mà sao nó có bạch chim thì chúng ta sẽ cho nó đi với Sumnita đúng không ạ? Không có bạch chim thì là sẽ là Piupnita. Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Kết thúc nhá, kết thúc của hai cái động từ Hashi và gì nhỉ? Của cái phần gốc của nó Hashi và Ikushi nó đều không có bạch chim. Đấy. Cho nên là ở đây nếu mà khi đi với Sumnita đó, chúng ta sẽ là gì? Ikushi chim ni ta. Đấy. Ikushi ni ta nhá. Bây giờ mình sẽ xóa bớt đi cho các bạn đỡ bị rối này. Đấy. Và tiếp tục ở đây nhá. Và tiếp tục ở phía trên của nó cũng như vậy. Sẽ là gì? Ha shim ni ta. Ha shim ni ta. Đấy. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Các bạn lưu ý nhá. Nếu mà đi với đuôi Pupnita thì nó sẽ có còn nguyên cái chữ si. Còn nếu, nhưng mà khi mà đi với đuôi Awayo thì cái chữ si nó sẽ bị biến mất, thay vào đó là chữ C nhá. Tại sao lại như thế? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái phần giải thích ở trong cái sách gọi là ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng nhá. Đấy, ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng sơ cấp này. Mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh này mình đã cắt ra từ sách. Thì khi mà mình đọc cái cuốn sách này đó thì mình cũng hiểu nó rồi, nhưng mà mình để khẳng định lại thì mình có đi hỏi cái cô giáo người Hàn của mình đấy. Đấy thì là cô giáo dạy topic của mình này, thì cô cũng giải thích y như vậy nhá. Thì dẫn đến là mình khẳng định điều này chắc chắn là đúng các bạn nhá. Ở đây các bạn thấy này, đối với hình thức tôn kính chủ ngữ nhá, tôn kính chủ ngữ tính là cái hình thức mà chúng ta học trong bài ngày hôm nay này. Cái này nó hơi mới nên mình sẽ nói kỹ một chút nhá. Tôn kính chủ ngữ cho nó đi với Ushi. Đấy, và ví dụ như đây là trường hợp này là gì ạ? Có, không có bạch chim. Trường hợp này là có bạch chim đúng không ạ? Đấy. Thì trường hợp mà không có bạch chim thì ở đây mình lưu ý này các bạn này, Ka Shi mà đi với Pernita thì nó sẽ là Ka Shim Nita. Nhưng mà Ka sau đó cộng với Shi mà đi với Oyo
tức là đuôi awayo đó các bạn, đuôi thân mật lịch sự đó, thì nó sẽ là kaseyo. Có nghĩa là nếu mà đi với piut ni ta thì cái chữ si này nó vẫn còn này, nhưng mà nếu mà đi với oyo thì cái chữ si này nó lại biến thành gì, c để các bạn nhá, biến thành c rồi nhá. Đấy. Còn đâu thì đi với ot, với quỳ quá khứ thì nó vẫn còn nguyên chữ chữ si, sẽ là kaseyo. Còn đi với thì tương lai thì nó cũng còn nguyên chữ si luôn, là kaseyo. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có động từ ita. Ita mà nếu đi với gì, ư, ita nó có phật chim mà các bạn, nên sẽ là phải ư si. Ư si cộng với biup ni ta sẽ là ye cư sim ni ta. Đấy, vẫn còn nguyên chữ si luôn. Đấy. Nhưng mà sao? Như nó đi với oyo nhá, nó sẽ si này bị biến mất này. Nó sẽ biến thành xe luôn. Xe là il cư xe yo. Và tương tự đi với thì quá khứ nó vẫn còn si. Il cư xe yo. Đi với thì tương lai nó vẫn còn si luôn. Là gì? Il cư xin co eo. Thì các bạn lưu ý cái phần này cho mình nhá. Thì các bạn đã hiểu bản chất của nó chưa ạ? Chả cái phần vấn đề này mình cũng phải tìm hiểu khá khá mất thời gian ạ. Vì cái này nó mới cho nên là mình cũng phải khá khá mất thời gian tìm hiểu nó này. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ, vừa nãy thì chúng ta đã nói cách chia đúng không? Cái này nó kết hợp được với cả động từ và tính từ nhá. Và nếu mà động từ và tính từ có vật chim, chúng ta sẽ cho nó đi với ư si. Còn nếu không có vật chim, chúng ta sẽ cho nó đi với si. Đấy. Thì vừa nãy mình cũng đã đọc nhiều rồi, cho nên bây giờ mình không đọc lại nữa nhá. Mình chỉ dịch nghĩa này. Ích ta là đọc, chạc ta là nhỏ, thực ta là nghe, khá ta là đi, khư ta là lớn. Ở đây hai ví dụ của chúng ta là khá này, na này. Harabuchi가 뭐 하세요? Ông gì? Làm gì? Television을 보세요. Thì câu này nhá là ông gì? Xem phim. Không, nhiều bạn không hiểu ra lại dịch câu này là gì. Hãy xem phim thì không phải nhá. Hãy cái thể là hãy xem phim thì không phải, nó là kính ngữ, nó không phải là dạng mệnh lệnh các bạn nhá. Chúng ta là phân biệt cái đấy nhá. 아버지는 요리 요리사세요. 아버지는 요리사세요. Thì đây là gì? Danh từ. 요리사 là danh từ và 세요 ở đây là dạng kính ngữ của gì? 이에요 nhá các bạn. 이다 đấy ạ. 이다 này. Rồi. 어머니는 선생님이세요. Gì nhỉ? Bố thì là đầu bếp, còn gì mẹ là gì? Giáo viên. 선생님 là giáo viên ạ. Thì chúng ta lưu ý này. Nếu mà không có vật chim thì sẽ là gì? 이다 này sẽ biến thành gì các bạn? Gì nhỉ? 요리사세요. Hoặc nhưng mà nếu có vật chim thì sẽ là 이세요 nhá. 이세요 nhá các bạn. Các bạn lưu ý cái này này. Như vậy bây giờ chúng ta xuống làm phần bài tập nhá. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 1 này. Thì ở đây người ta hỏi chúng ta là gì ạ? 이분은 누구세요? 뭐 하세요? Cái vị này là ai? Và làm gì? Thì ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ các bạn? Cô giáo, đây là cô giáo Changara đúng không ạ? Changara 선생님 này, 한국어를 가르치다. Thì từ cái sự kiện này chúng ta sẽ có một cái làm thành một cái đoạn hội thoại. Nó gồm có một câu hỏi và một câu trả lời như thế này nhá. Và chúng ta chia cái đuôi của nó ở cái dạng đuôi awayo kết hợp với cấu trúc uchi ạ. Cấu trúc uchi mà trong bài hôm nay này, trong cái phần này chúng ta học đấy. Thứ nhất là câu hỏi này, Changara 선생님은 지금 뭐 하세요? Cô giáo Changara bây giờ làm gì? 선생님은 지금 한국어를 가르치세요. Cô giáo thì dạy tiếng Hàn, bây giờ cô giáo dạy tiếng Hàn. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái câu đầu tiên là trước hết đó, cái chủ ngữ của nó này. Thì chúng ta sẽ thay là bằng tương tự là sẽ là 어머니. 어머니는 아버지는 할머니는. Còn cái câu cái phần ở sau 지금 뭐 하세요 chúng ta 뭐 하세요 chúng ta để nguyên nhá. Chủ yếu là chúng ta chia cái đuôi câu ở cái câu ở phía sau này này. Đấy. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm mình sẽ làm mẫu một phần số 1 cho các bạn và phần 2 phần 3 các bạn làm tương tự nhá. Vì cái này nó cũng không phải là quá khó này. Người ta chỉ giúp cho chúng ta rèn luyện thêm cái phần ghi nhớ cái cấu trúc ngữ pháp này thôi. Đầu tiên sẽ là gì? 어머니. 어머니는 đại bị không tiếng Việt rồi anh em ơi. 어머니는 đấy. 지금 뭐 하세요?
지금 뭐 하세요? 전화하는 게 되나 các bạn? 어머니는 지금 시장에 가세요. 시장에 가세요. 시장에 가세요. Chúng ta sẽ trả lời như này nhé. Tương tự như vậy, các bạn làm hai cái phần này cho mình nhé. Các bạn cứ chia chủ ngữ thì các bạn gắn vào đây. Tùy thuộc vào, nếu mà không có bạn chim thì sẽ là nưng. Còn đâu cái đuôi câu đó, đuôi câu. Đuôi câu thì chúng ta chia ở đuôi aoyo sẽ là dạng gì? Ha seyo. Là cái này nó hơi bất quy tắc một chút này. Từ đưa seyo. Từ đưa seyo. Từ đưa seyo. Nha, chúng ta sẽ chia như vậy nhé. Bây giờ chúng ta làm phần bài tập số 2 này, của ngữ pháp số 1. Thì ở đây người ta hỏi chúng ta là gì? Giờ đã vun khả chung cưng, chỉ cưng mùa hà xéo. Gia đình của bạn bây giờ làm gì? Hãy thử nói xem. Đấy. Thì gia đình của mình thì trong cái bài đó, cái bài này nó là chúng ta đang học về ư si đúng không ạ? Ư si nó là hình thức kính ngữ thì chúng ta nên nói về những người, những cái bậc ví dụ như ông bà hoặc cha mẹ chúng ta nhé. Đấy thì chúng ta dùng cái ngôi kính ngữ mà, tôn kính chủ ngữ này. Thì bây giờ chúng ta có thể nói những câu ví dụ như sau. Ví dụ như bố thì đang xem TV chẳng hạn, hoặc là đọc báo hoặc xem TV này, television đi, television을 thì 보다. Nhưng mà chúng ta phải chia nó ở đuôi ư si đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có 보세요. Nói thêm một câu nữa nhá. Mẹ thì sao ạ? 어머니는 mẹ thì đang làm gì? Ví dụ như 빨래 chẳng hạn. 빨래를 하세요. 하세요. Chúng ta có thể nói như vậy các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần từ vựng và ngữ pháp số 2 này. Ở trong phần từ vựng số 2 này đó thì người ta cung cấp cho chúng ta một số cái lời nói kính ngữ ạ. 높이 말. 높이 말을 알아보세요. Tìm hiểu, hãy thử tìm hiểu về lời nói kính ngữ. 높이 말 thì chúng ta có thể hiểu rằng cái lời nói mà kính ngữ ạ. Trong đấy cái từ 말 ở đây chính là lời nói ạ. Bây giờ chúng ta xem cùng tìm hiểu một số cái từ lời nói kính ngữ nhá. Các bạn đọc cùng mình này. 이름, 이름, 성함, 성함. Cái này có nghĩa là tên ạ. Tên. Đấy. 나이, 나이. Kính ngữ của nó là 연세, 연세. Cái này là tuổi nhá các bạn nhá. 생일, 생일, 생신, 생신. 생일, 생신 là nói về sinh nhật ạ. 사람, 사람, 명, 명. Thì cả hai cái này, cái ngữ của nó là 분, 분. Tức là người ạ. Người và cái đơn vị đếm người đó các bạn. Đơn vị đếm người thì cái ngữ của nó đều là 분 nhá. 있다, 있다. 계시다, 계시다. Cái này là có nhá, có này. Có cái này là để chỉ cái sự tồn tại ở đâu đấy ạ. Tồn tại ở cái vị trí nào đấy ạ. Mộc ta, mộc ta, mà si ta, mà si ta. Ăn, uống thì kính ngữ của nó là thứ si ta, thứ si ta. Hoặc và là chạp su si ta, chạp su si ta. Đấy. Tiếp tục này. Cha ta, cha ta. Ngủ. Là 주무시다, 주무시다. Cái này có nghĩa là ngủ ạ. 죽다, 죽다. Là chết ạ. 돌아가시다, 돌아가시다. Có nghĩa là cái hai cái này có nghĩa là chết nha các bạn. 말하다, 말하다. 말씀하시다, 말씀하시다. 말하다 là nói ạ. Và 말씀하시다 cũng là nói. Ở đây thì chúng ta cùng đọc một vài cái ví dụ người ta cho ở đây nhá. 이분은 청아라 선생님이세요. Cái vị này là cô giáo 청아라. Đấy. Ở đây này, danh từ là kính ngữ này. Đấy. Lẽ ra ở đây sẽ là gì?
bình thường sẽ là gì các bạn? I sa ram nung chongara sonsengnim i bunun gì đó i saramun gì đó i eyo. Nhưng mà ở đây vì là cô giáo cho nên người ta dùng cái ngữ là i saram được thay bằng i bunun. Còn đâu i eyo được thay bằng i seyo nhá. Tương tự chúng ta sẽ có cho ngara sơn giang nim mun han gu ko ru ka ru chi seyo. Cô giáo cho ngara thì dạy tiếng Hàn. Đấy, cái này lẽ ra bình thường thì chúng ta sẽ nói là gì? Ka ka ru cho yo. Ka ru cho yo nhá. Tiếp tục này, son xeng nim mi bang ul du seyo. Cô giáo ăn đấy, ăn bánh mì đấy. Thì ở đây bình thường thì chúng ta sẽ nói là son gì nhỉ? Bang ul mokkoyo. Mokkoyo. Tiếp tục này, hai mơ ni ga bang e geseyo. Hai mơ ni ga bang e geseyo. Bà ở trong phòng. Bình thường chúng ta sẽ dùng 있어요. Nhưng mà đây chúng ta dùng cái ngữ nên chúng ta có là 계세요. Chính là gì ạ? 계시다 đấy ạ. Tiếp tục này, 할머니가 주무세요. Bà ngủ. Lẽ ra bình thường chúng ta sẽ nói là gì ạ? 자요. Nhưng mà ở đây vì là bà nên chúng ta sẽ dùng từ 주무세요 nhá, có nghĩa là gì? À, ngủ ạ. Tiếp tục chúng ta xuống phần dưới này. Ở đây là gì ạ? 오늘은 할아버지 생신이에요. 오늘은 할아버지 생신이에요. Thì câu này có nghĩa là gì? Hôm nay là sinh nhật của ông. Sinh nhật của ông. Lẽ ra chữ ở đây chúng ta sẽ dùng 생일. 생일. Nhưng mà vì là ông cho nên chúng ta sẽ dùng từ kính ngữ là 생신 nhá. 할아버지 연세가 어떻게 되세요? Ở đây chúng ta có gì? Tuổi của ông là như thế nào? Được như thế nào đấy ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có là bình thường cái chữ 연세 này chúng ta là 나이. 나이가 어떻게 어떻게 돼요? Như thế thì ở đây chúng ta dùng là 연세. Ở đây là gì? 나이 nhé các bạn. 나이. 할아버지 성함이 어떻게 되세요? Tên. Tên của ông là như thế nào? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có 성함 là cái ngữ, tức là 이름. Chà, như vậy chúng ta xong phần từ vựng số 2 này này. Bây giờ chúng ta chuyển xuống phần ngữ pháp số 2 nhé. Chúng ta sẽ học về cấu trúc tương phản, cấu trúc chi man. Đấy thì cấu trúc chi man này nó tạo ra cái sự tương phản hay về tương phản hay là cái sự trái ngược về mặt ý nghĩa ở trong câu ạ. Thì ở đây cấu trúc này các bạn nhé, chúng ta có thể dịch là nhưng. Nhưng mà làm sao đấy? Nhưng này. Đấy thì ở đây người ta hướng dẫn là gì ạ? 앞에 내용과 반대되는 뒤에 내용을 연결해서 말은 데 사용해요. Trước hết là cái cấu trúc này nó các bạn nó dùng để kết nối ạ, 연결. Hai cái nội dung ở phía sau và phía trước, tức là phía trước và phía sau nó kết nối phía trước và phía sau với nhau. Nhưng mà cái nội dung ở phía sau này đó nó có cái ý nghĩa nhá. Cái nội dung của nó có cái gì? Trái nghĩa, 반대되는 tức là trái nghĩa với lại gì? Cái nội dung ở phía trước nhá. Thì chúng ta phải lưu ý là hai cái vế câu nó phải có ý, cái ý là nó có cái nội dung là trái ngược ý nghĩa nhau thì chúng ta mới dùng chi man nhá. Cụ thể là gì? Hangu ở đây nhá, hội thoại ví dụ minh họa này. Hangu ko gungpuga otteyo? Cái việc mà học tiếng Hàn thì như thế nào? Đấy. Thì anh này anh chảm chi tư. Anh ấy hỏi anh Rahman là gì, cái việc học tiếng Hàn như thế nào? Thì Rahman trả lời là gì ạ?
한국어가 어렵지만 재미있어요. 한국어, 이게 ở đây chúng ta sẽ thấy là hai có hai cái vế. Vế thứ nhất là gì ạ? 한국어가 어렵다. 한, ô, lại bị phong tiếng Việt. 한국어가 gì ạ? 어렵다. 어렵다. 한국어가 어렵다 và gì ạ? Cái vế sau đấy là 재미있어요. Thì nếu mà viết đầy đủ ra là gì? Nhưng mà sao ạ? 한국어가 재미있어요. 재미있다 đi. Ta đi, để nguyên thể của nó đi. Chúng ta sẽ có hai cái vế câu là như thế này nhé các bạn. Đầu tiên là gì? 한국어가 어렵다. 한국어가 재미있다. Thì khi mà chúng ta muốn kết nối hai cái vế câu này với nhau. Nhưng mà các bạn thấy là tiếng Hàn thì thú vị nhưng mà sao ạ? Nhưng mà sao? Nó thú vị nhưng mà nó gì? À nó khó. Câu đầu tiên là tiếng Hàn thì nó khó. 한국어가 어렵다. Nó khó nhưng mà sao? Bù lại thì sao? Nó lại thú vị. Về mặt ý nghĩa là hai cái này nó có cái ý tương phản với nhau nhá. Tương phản. Đấy. Ý nghĩa tương phản với nhau cho nên là chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Chiman ở đây để diễn đạt nhá. Thì khi mà sử dụng cấu trúc Chiman để kết nối đó thì chúng ta sẽ ở đây gì? Chiman. Chiman và chúng ta rút gọn. Rút gọn cái chủ ngữ đi. Rút gọn chủ ngữ đi và chỉ còn gì? Chemita. Và chúng ta chia nó ở đuôi awayo isoyo. Đấy nha các bạn nhá. Thì trong những tình huống như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được Chiman này. Nhưng mà ví dụ ở trong câu này mà 한국어가 어렵지만 재미없어요. Thì lúc này chúng ta không nói được như vậy, không dùng hai cái câu như vậy, chúng ta không dùng nhá. Tức là nó đều theo cái nghĩa là nghĩa tiêu cực đấy các bạn. Nó khó mà, nó khó, nó lại không thú vị nữa. Thì là chúng ta, nó sẽ cùng theo, không phải là, ở đây hai cái vế câu nó không có phải là tương phản về mặt ý nghĩa. Thì chúng ta không dùng Chiman nhá. Phải là một cái nó hơi tiêu cực một chút, nhưng là một cái nó tích cực này. Ở đẹp tà, tức là nó tạo ra cái cảm giác tiêu cực đúng không ạ? Nhưng mà Chemita nó lại tạo ra cái cảm giác tích cực. Vì thế cho nên hai cái vế câu này là nó sẽ gì? Phản đê, tức là nó trái ngược nhau về mặt ý nghĩa đó. Đấy, nó tương phản về mặt ý nghĩa nhá. Đấy cho nên là chúng ta lưu ý cái trường hợp là khi nào dùng Chiman nhá. Thì còn cách chia của nó thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc bỏ tà đi. Bỏ tà đi. Và thêm vào đó là Chiman. Động tính từ cũng vậy. Và chim hay không có và chim đều không quan trọng. Chúng ta đều cho nó đi với Chiman. Ví dụ mộc Chiman, chạc Chiman, khá Chiman, khư Chiman. Đấy. Thì chúng ta lưu ý nó kết hợp được với cả động từ và tính từ này. Cấu trúc này nói chung là cũng đơn giản thôi các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch. Đọc và dịch này. 라민 씨 주말에도 수업이 있어요? 라민아, dù là cuối tuần thì bạn gì? Cuối tuần thì cũng có tiết học à? Có giờ học à? 아니요, 평일에는 수업이 있지만 주말에는 없어요. Không, đấy, ngày thường ấy, thì sao? Những ngày thường thì có giờ học, nhưng mà sao? Cuối tuần đó thì là không có. Ở đây chúng ta thấy hai cái vế câu là gì ạ? 평일, 평일에는 thì sao? Ít ta. Còn một bên của nó là gì ạ? 주말에는 없다. Một cái có và một cái không có. Cho nên là nó sẽ là 반대 nhá. 반대. Trái ngược về mặt ý nghĩa là chúng ta dùng 지만 được nhá. Tiếp theo này. 오빠는 회사원이지만 저는 학생이에요. Anh tôi thì là gì? Nhân viên. Là nhân viên văn phòng. Đấy. Nhưng mà tôi thì là học sinh. Đấy. Thì thế nên thì ở đây chúng ta cũng có thể dùng Chiman được nhá. Anh tôi thì đã đi làm rồi. Còn tôi thì vẫn đi học. Đấy. Người đi làm với người đi học thì khác nhau đúng không các bạn? Một người thì kiếm ra tiền này, tự chủ này. Còn người đi học thì là sao? Phụ thuộc và chưa kiếm ra tiền nhá. Thông thường là sẽ là chưa kiếm ra tiền. Tất nhiên là có thể làm thêm được. Nhưng mà nhìn chung là những người đi học sẽ gì khác so với những người đi làm nhá. Thế vậy ở đây, bây giờ chúng ta dừng phần lý thuyết ở đây nhỉ. Bây giờ chúng ta xuống làm bài tập nhá.
chúng ta bắt đầu làm bài tập nhá. Nhưng mà ở đây mình chút chút mình quên mất này, cái phần tip này này. Tức là đối với trường hợp là danh từ đó các bạn, thì chúng ta sẽ có danh từ cộng với gì? Ichiman. Đấy. Hoặc là danh từ cộng với chiman. Đấy. Thì khi nào ichiman, khi nào và là chiman, thì nếu mà có bật chim thì sẽ là ichiman. Còn nếu mà không có bật chim thì sẽ là gì các bạn? Chiman nhá. Vậy bây giờ chúng ta cùng vào làm bài tập này. 두 사람은 무엇이 달라요? 이야기해보세요. Hai cái người này thì khác nhau ở cái điểm nào? Đấy. Thử nói xem nào. Thì ở đây nhá, phần mẫu của chúng ta là gì? Anjana và cái cô này thì là người bạn của Anjana này. Đấy, người ta cho những cái dữ kiện gì ạ? Anjana, 머리가 길다. Đối với Anjana đấy thì tóc cô ấy làm sao ạ? Dài nhá. 머리가 길다 có nghĩa là tóc dài ạ. Còn đâu Onni? Onni là gì? Onni rất là chị của Anjana nhá các bạn. 머리가 짧다. 머리가 짧다. Tức là đầu thì sao? À, tóc thì ngắn, tóc ngắn. Một người tóc dài, một người tóc ngắn thì chúng ta rõ ràng là thì trái ngược nhau về mặt ý nghĩa đúng không ạ? Ờ, nó tương phản nhau nhá. Thì ở đây chúng ta có thể dùng chiman được này. Anjana는 머리가 길지만 언니는 머리가 짧아요. Anjana thì tóc cô ấy dài nhưng mà sao chị cô ấy thì sao? Tóc ngắn này. Đấy. Chúng ta dùng nên ở đây nhá. Đấy, nên ở đây và gì? Và ka ở chỗ này nhá. Thì tương tự như vậy, đây sẽ là cái phần 1 này này. Sẽ là Minho, Minho và gì? Anh này thì 운동을 좋아하다. Nhưng mà Hyung ấy 운동을 안 좋아하다. Tức là Minho này thì anh ấy thích thể thao, thích vận động. Nhưng mà anh của Minho thì sao? Không thích nhá. Thì ở đây các bạn làm như này cho mình. Thì chúng ta chỉ dùng chiman thôi. Cái chiman thì chúng ta gắn vào đây và chia. Đó là đôi hà tà thôi nhá. Nhưng mà câu đầu tiên thì mình sẽ viết mẫu cho các bạn. Còn phần câu tiếp theo các bạn làm tương tự nhá. Đầu tiên là Minho. Minho thì sao ạ? Minho는 đi. 운동을 좋아하다. 운동을 좋아하다. 운동은 좋아하지만 형은 운동을 안 좋아해요. 운동을 안 좋아해요. Thì các bạn ghi như này cho mình nhá. Ok rồi. Câu này hơi dài ha. Thì chúng ta sẽ ngắt xuống dòng chỗ này đi. Ngắt ở chỗ chima này đi. Đấy, cho xuống dòng đi. Rồi này. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn ở cái câu này cũng thế nhá. Ở phần 2 cũng thế, các bạn chỉ cần ở đây là eating. Eating thì eating thì các bạn này, eating thì sẽ là có bật chim thì sẽ là ưng. Đúng không ạ? Còn đâu nam đông sang cũng có bật chim sẽ là ưng. Eating은 키가 작지 지만 남동생은 키가 커요. Đấy, chúng ta sẽ chia đôi ao yo này. Đấy. 아버지는 안경을 니 đối với thì quá khứ đấy các bạn, thì chúng ta sẽ là gì? 썼지만 nhá. Các bạn ghi cho mình là gì? 아버지는 안경을 썼지만 썼지만 어머니는 안경을 안 네 안 썼어요. Đấy. Vân vân vào đây. Quá khứ của nó thì các bạn cứ dùng 썼지만 đấy nhá. Như vậy chúng ta đã xong phần bài tập này rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta chuyển xuống làm phần bài tập số 2 nhá. Mình sẽ xóa hết những cái này như này. Bài tập số 2 là gì ạ? 여러분의 가족은 무엇이 달라요? 이야기해보세요. Gia đình của các bạn thì có khác nhau ở cái điểm gì? Hãy thử nói xem. Đây là nó nói về xem gia đình, trong gia đình mình thì có cái gì là khác nhau, ngoại hình, về tính cách, vân vân, nọ kia. Thì chúng ta có thể lấy ví dụ như này nhá. Thì các bạn có thể, mình gợi ý các bạn viết hai câu như này nhá. Đấy. Thì đầu tiên là gì ạ? 저는 키가 작지만 남동생은 키가 커요. Đấy là gia đình mình đó ạ. Mình thì sao ạ? Cái chiều cao của mình là thấp, mình thì thấp nhưng mà sao ạ? Em trai mình thì cao, mình thì thấp nhưng mà em trai mình cao. Chiman này, thấp với cao thì nó là chúng ta có thể dùng chiman được nhá. Câu tiếp theo này, 저는 요리를 잘 못하지만 여동생은 요리를 잘해요. Tôi thì sao? Nấu ăn thì sao? Tệ. Trái mốt tức là không biết nấu ăn ạ. Còn em gái tôi thì nấu ăn thì giỏi nhá. Một người nấu ăn giỏi và một người nấu ăn không biết nấu ăn thì có thể dùng chiman được nhá. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong phần từ vựng và ngữ pháp đây này. Bây giờ chúng ta còn mỗi phần cuối cùng đi nhỉ. Chúng ta cùng chuyển sang phần cuối cùng trong bài hôm nay, đó là phần văn hóa và thông tin ạ. Thì phần văn hóa và thông tin hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề 가족 호칭, xưng hô trong gia đình ạ. Đấy.
Thì ở đây nhá, chúng ta một cái đoạn rất là ngắn thôi, thì chúng ta cùng đọc và trả lời ba câu hỏi này. 여러분은 가족을 어떻게 부릅니까? Các bạn thì gọi gia đình như thế nào? Tức là các bạn gọi những cái người trong gia đình như thế nào đấy ạ? 한국 사람들은 나보다 아랫 아랫 사람은 이름을 부릅니다. Người Hàn Quốc đấy thì người ta gọi tên sao nhỉ? Của những cái người mà sao ạ? Tên của cái người mà gì? Ở phía dưới là Adesaram, Nabota Adesaram có nghĩa là cái người mà ở phía dưới chúng ta gọi thì người ta gọi tên nhá. Cái người mà ở phía dưới người ta đấy thì người ta sẽ gọi tên. Nabota with Saramun 이름은 부르지 않습니다. Những cái người mà with Saram tức là người phía trên đấy thì người ta sẽ không gọi tên nhá. Người ta không gọi tên của những cái người ở phía trên đấy. Ví dụ gì nhỉ? Harmony, hương처럼 가족 호칭을 부릅니다. Ví dụ như là gọi cái xưng hô trong gia đình giống như là gì? Harmony hoặc là hương. Đấy. 가족이 아니지만 가족처럼 친한 사람을 부른데 오빠, 형, 누나, 언니라고 부르기도 합니다. Dù gì nhỉ, không phải là gia đình nhưng mà gia족처럼 친한 사람은 부른데, tức là khi mà chúng ta gọi những cái người mà nó thân thiết giống như gia đình đấy, mặc dù thật sự không phải là gia đình nhưng mà chúng ta gọi những cái người thân thiết giống như gia đình ấy thì người ta cũng gọi là gì ạ? Cũng gọi là oppa, tức là anh, Hương cũng là anh ạ, Nuna hoặc là Unni nhá. Thì cái này cũng giống giống người Việt Nam mình phải không mọi người? Ừ. Cũng giống giống người Việt Nam mình nghĩ là cái này cũng khá là giống này. Hàn Quốc thì sao? Adesaramun 어떻게 불러요? Ở Hàn Quốc đấy thì người ta gọi những cái người dưới như thế nào? Thì câu này các bạn có thể tham khảo cái phần này trả lời cho mình này. Hàn Quốc 사람들은 나보다 아랫사람은 이름을 부릅니다. Đấy, cái câu này là gì? Gọi những cái người mà dưới 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 mình ấy thì là gọi tên này. 한국에서는 윗사람은 어떻게 불러요? Ở Hàn Quốc thì người ta gọi những cái người lớn hơn mình như thế nào? Thì cái này nó lại là thuộc cái câu này. Đấy, 나보다 윗사람은 이름을 부르지 않습니다. Câu cuối cùng, 여러분 고향에서는 가족은 어떻게 불러요? Thì mình nói là như thế nào? Cái câu này là ở quê hương các bạn thì gọi những người trong gia đình như thế nào ấy mà. Thì mình cũng bảo là 한국처럼 불러요. 한국과 같이 불러요. Gọi giống như là ở Hàn Quốc thôi ạ. Thì mình trả lời như vậy cho nó nhanh nhá. Rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn học xong bài số 10 rồi. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình và mình cũng xin kết thúc video này tại đây đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video bài số 11 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng